Ngày xưa em chờ anh rơi gốc cây sét đánh vào đầu. Ngày nay em cầm lựu đạn ném anh phái in the hole. Đáng quá. Rất là nắng. Hello. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tao Bao TV. Hôm nay khá là nắng, anh em mình đi đẩy. Chiều mai mới được cái vũng châu đầm. Lâu lắm rồi chả thấy ốm nên hôm nay mình thích ốm. Mọi người rất là phong cách gì không? Đều bài đấy. Nhìn thấy chưa? Trông vần. Nhưng mà tốt cho sức khỏe, mình sẽ là lợi không, da lợi tiểu. Không hề bẩn nhá. À. Đây là hai chiếc lưỡi lợn mình đã chuẩn bị và ướp ngon lạnh. Đấy, chuẩn bị làm ẩm thực trên gọi là đây là nó bãi bùn. Đấy. Nói chung nó là bãi bùn. Thế nó mới ngon. Mọi người biết để làm gì không? Tại vì mình sẽ bọc đất cái này và tí nữa lấy luôn đất đây, bọc luôn này, thả vào đây. Được. Mà nướng ở đây cũng nhanh chín cơ. Nắng kiểu gì cũng nóng. À, mày, nóng mày, kiểu gì cũng nhanh chín. Mày nướng một cái, tao nướng một cái. Mày nướng cái nào? Em một nướng. Cái nào chả thế. Như nhau cả. Em nướng cái này. Như nhau cả. Để anh bọc cho em nhé. Không, tự bọc. Có làm thì mới có ăn nhá. Thế chứ đây em nướng cho anh. Không. Thế tao tự làm, tao tự ăn. Chụp. Có làm thì mới có ăn. Ủa, học mãi cậu. Đấy. Bọc một là bọc theo kiểu bọc một lớp một vòng đó xong rồi. Đấy, hết nắng rồi lại dâm rồi. Bây giờ bọc thêm vài lớp nữa cho nó. Thế làm gì ấy? Cắt cửa. À cô. Mình làm gì nhăn nhăn lên nhau cái giấy bạc. Nó mà bục tí nữa mà ngấm bùn này vào mình có mà ăn nhá. Nó bục mà tí mà ngấm vào thì thôi rồi. Không bục đâu. Ai thế anh nói cho em không rồi. Bùn ruộng nó chả tanh nữa mà. Đấy. Đấy, qua đây cho vào đây gói nha mọi người nhá. Tưởng mỗi mà lại càng biết làm à. Này, cho hết ớt vào. Em yêu tớt. Ớt mới tỏi. Ăn nó mới siêu cay. Bọc cẩn thận. Xem của ai ngon hơn không? Cho nó 3-4 lớp vào. Mà này ca. Hả? Xem của ai ngon hơn không? Ừ. Mày ngon nghệ cái gì? Nhìn này. Em gói thì kinh điển luôn. Đấy. Một cái gói chắc lại. Đấy. Làm lớp nữa. Cho chắc cú. Tiện thế. Mày không phải leo. Mày làm cái gì? Nhiều người mơ ước làm đại ca. Nhiều người mơ ước làm gì ca. Đấy. Em thì không thế. Chỉ thích làm ca sĩ. Làm cẩn thận. Đấy. Làm cẩn thận anh mà đại ca. Đánh dấu. Nhiều người mơ ước làm đại ca. Nhưng mà làm nhảm, nó biết cái đít ra. Em thì không thế. Ok. Em muốn làm ca sĩ. Bây giờ là đây. Đây là một cái lưỡi này. Bây giờ đến khâu quan trọng này. Đâu? Khâu này mới là khâu nghệ thuật. Trả em một cục còn ơi. Không phải một cục, mỗi người một nửa. Thế được rồi. Quan trọng là tiết kiệm. Nhiều người mơ ước làm đại ca. Nhiều người mơ ước làm nhị ca. Em muốn làm tam ca. Thôi mình nướng đi tao. Mới ở đằng dưới nó có cái bùn khô. Nó mới đấy mà nhỉ. Bùn này không tanh. Bỏ hết luôn. Bỏ. Ui, đĩa. Đâu ra đĩa. Đĩa bây giờ thuốc thiết chết sạch. Ngày xưa nhiều đĩa lắm. Ngày xưa ba tuổi đánh con chuyên gia câu ngày xưa một em chờ anh rơi gốc cây sét đánh vào đầu. Ngày nay em cầm lựu đạn ném anh phải in the hole.
Ai ơi, thuộc ấy. Ngày trước không có chơi như thuộc rồi. Ngày xưa em chờ anh rơi gốc cây sét đánh vào đầu. Ngày nay em cầm lựu đạn ném anh phải in the hole. Ngày xưa không đếm được là ngày nào. Trời, ôi, mày quần ấy mà quần thế mặt. Ngày xưa. Tao cũng lại mày luôn đấy. Ngày xưa phải in the hole. Chẳng hạn mình ta linh tinh linh ba linh tuyển. Phải in the hole. Tao sẽ trả tí nữa đừng có xin em là được. Tao làm cẩn thận cực kỳ. Ok. Đừng có xin em nha. Ok. Phải in the hole. Phải in the hole. In the hole, cái mô. Cái mô để làm cẩn thận, gói ghém cẩn thận. Như kiểu, như mấy anh kiểu gói quà tặng yêu. Đây gọi là lưỡi lợn không lối thoát. Ngày gì ạ? Ngày gì mấy anh bảo sắp đến này, ngày 30 tháng 11 ấy. Ngày gì? 20 tháng 11 à, là... Anh mới bảo ngày. Ôi, mấy anh em mình cướp vai châu đầm rồi. Nó ok, cho nó vào đây nướng luôn. Nướng luôn, chiên một đùi ạ. Chiên luôn một đùi châu. Châu nó đang gọi là đòi xuống cướp lại địa bàn. Em không nướng đấy đâu. Em chỉ nhưng mà nó bạc thôi anh ơi. Nhưng mà nó xuống ra là kia hết. Em không đắp bùn đâu. Đó, thế mày thích nướng thì kiểu... Em nướng tất giấy bạc này. Đấy. Mày... Em nướng giấy bạc thôi nhá. Ừ, kệ mày, mày thích nướng gì thì nướng. Anh nướng kia, em nướng giấy bạc. Ôi thôi, đừng có đắp nhiều giấy đấy. Có yên nở hồ. Ngày kia. Con người đấy giống trứng khủng long chưa? Đây là cuộc thi nấu ăn. Đấy. Anh tuổi gì ạ? Cuộc thi nấu ăn giữa mau mau dê dê và mau ca. Anh chưa đủ tuổi ạ. Đó chính là anh thừa tuổi đấy ạ. Bây giờ phải đến lượt em đủ tuổi. Anh hết thời của anh Liệt rồi. Chết rồi. Anh rửa tay rồi. Bạn lấy nước rửa tay nhá. Ngày xưa có lửa, một ông vua lấy thêm củi nữa. Đấy, mày làm tiếp đi. Ngày xưa có một ông vua bị vua cắt đít. Đấy, bây giờ mới để gói ghém cẩn thận. Xong ngồi nướng, ăn nghỉ hết rồi. Mau đại ca đã bùn bẩm bơm lên này. Bao nhiêu lần đã bùn đều hỏng rồi. Vẫn còn khoai, quay sợ khoai. Mau để làm cẩn thận và để nướng này chín này chén. Nấu cẩn thận nó phải ăn được, chứ mau đại ca không ăn được. Kém quá kém, mà đại ca chỉ ở cái tầm đó, tầm dưới, mà đại tầm trên, tầm cao lắm. Kinh điển. Ôi, đỉa. Chỉ sợ đỉa thôi nhưng mà. Không có con nào. Đây. Sợ. Xuống ngân cao quyết định. Đốt thôi. Mà đại ca ơi. Đốt đi. Bắt lửa đâu đây? Opa cắn làm xà. Opa cắn làm xà. Opa cắn làm xà. Đây, nước rửa tay đây nhá. Má đại ca ăn ẻ chó. Ây, cái bàn này là bàn ăn xong anh ấy để cúi. Tí nữa rửa. Nhà chá có gì mà điều kiện nước à? Opa cắn làm xà. Ủa chết rồi, bẩn hết người. Nhưng mà không bẩn. Đồ ăn thì không bẩn. Quan trọng là cái này. Mày xếp thêm củi lên trên đi. Nấu cẩn thận là được. Xếp lên củi, xếp thêm củi. Anh xếp một em vào. Xếp đi, có làm thì mới có ăn. Đây bắt đầu đấy. Có làm có ăn.
Không làm á? Mày biết ăn gì không? Có làm thì có ăn, nhưng ăn ít. Có làm, không làm mà có ăn là ăn nhiều. Chả thế à? Ăn cứt. Anh ăn cứt chị. Này, nha. Đinh này. Nói nhanh nhá. Đinh cho vào đấy, nung hết. Chịch cái chậu của mày ra đây, tao cho lây tí lửa. Anh kéo sang đây em cho thơm lây tí. Nào đấy, cầm thả vào. Chia như chia bánh. Đây. Đây. Quằn. Ui, sắc ấy, sắc ấy. Còn thật cái này là sắc lắm ấy. Anh nghe nó cái này phía bên kia em. Kéo của anh sang đây vâng. Này, cho lây tí nha. Cho lây của em tí. Bắt đầu. Khai hoa. Khai đầu. Đại khai sát giới. Đây, em chả cần nhé. Đây, em chả cần nhé. Đấy. Xa. Bây giờ là đến giờ gọi là. Ui, hơi bẩn tí. Anh tin cái này em chảy không? Nhìn thấy Dubai chứ. Dubai. Nhưng mà tí nữa chắc mới đầu định tính ăn uống luôn ở đây, nhưng mà chắc là không ổn. Em nghĩ thế. Có người cũng nghĩ bảo anh em mình bẩn. Ăn bẩn cứng lâu. Ăn bẩn cứng lâu, ăn cứt châu cứt tử. Uống thuốc sâu trường sinh bất lão. Nơi đó mà trường sinh bất lão. Ui, anh em mình đắp bùn vào đây cho nó đỡ. Nó bị chảy ra đi. Mày ngồi lui ra đằng sau, ngu thế. Thế nó ghế này không ở được sau. Chết cha mày đi. Kéo lui ra, ngồi đây hứng. Đúng không? Nóng đó. Quá. Anh em mình phải đổi hướng. Nóng quá. Đây, ngồi ra đằng sau tí. Ai? Anh em mình phải đổi hướng. Mày ngồi đây, ngu. Ai bắt mày ngồi đấy? Đấy. Phải in the hole. Thứ tư chắc không phải cày đâu, anh em mình ra cày vài bữa là xong. Hả? Anh em mình làm vài bữa là nát bùn. Nát mà. Bùn. Đây quả. Ui, đây là quả. Đây chén luôn đây. Không. Ăn ngon lắm rồi đấy. Cho xuống suối. Suối gì chén luôn ở đây. Ui. Ăn nó mới phê. Không, bẩn. Ui, thấy chưa? Thế mang xuống suối á? Gõ gõ cái là nó đã rơi rồi. Mang ra, xuống lấy à? Cái của mày ra, ừ, mang xuống suối. Anh gạt rồi, em cũng gạt được. Ra, tránh ra. Ơi. Thơm lắm. Tao thấy thơm rồi. Mùi. Của mày, chắc chắn là cháy. Chắc chắn. Không đắp đất vào. Kéo lại ngon nhất. Ngon. Của anh mới được. Của bao đệ không cháy á. Chất đầu mình ra đá bóng. Nhớ nha. Xuống đây mày sao. Mày đi. Sao. Mày sao. Ui, sổ của em á. Cái này, vị của, ngon luôn. Của mày không cháy á. Đây, tao thề mày cháy là cái chắc. Nào mời của ai trước. Của em luôn. Nào. Làm gì đấy? Ra sắc rồi, thái được rồi. Chặt đi. Chặt cái gì? Không phải là thái. Chặt cái gì? Chặt đầu anh bảo là không cháy thì chặt đầu anh. Này, không cháy thì sống nhá. Nha, cái gì ngon luôn. Ai? Đây này, coi. Trắng bông. Chưa. Ui, nó bọc dưới bạc. Trắng bông. Bọc nhiều mới ăn được chứ. Ui, nó bọc ấy. Ui. Này con. Thì nghe cũng nóng nóng ấy, sờ cho thơm phết rồi. Trời, thơm à. Khả năng là có vẻ ngon luôn ấy. Nào đưa. Người bị ngon ấy, ấm. Ui,
Dì nước vàng. Mày phí cả giấy bạc. Dì nước vàng, phí thì mới được ăn. Anh thì nhìn này, tan đất ra bẩn phướn này. Úi xôi, dì nước bạc. Cháy à. Cháy đâu anh ấy? Chả cháy đây này. Đấy, thấy chưa? Thấy gì chưa? Đấy là cháy gia vị. Cháy gia vị. Cháy thế à? Nào Tư bỏ cái này đi ra. Từ từ. Tí bỏ cả thứ. Ây da, bỏng thế. Cháy gia vị. Cháy nước ớt em đổ vào. Cháy à. Ủa, mình bọc. Ui, da nhựa. Cháy đây. Bọc như có tải này. Quay. Quay. Đưa đây. Dám tào lao à. Thì ngon mọi người ạ. Quá ngon luôn ngon. Đấy. Sổ. Được đấy. Ui. À. Phê. Tưởng không phê mà phê không tưởng. Rồi thế. Lật đĩa. Lật ra đĩa. Đấy. À. Không nào. Cháy. Cháy cái gì đấy? Đây là một góc gia vị thôi. Chả cháy. Một góc gia vị thôi. Chả cháy. Ngon nha, thế là ngon rồi. Kiểu gì cũng ngon hơn cái của anh. Anh cực gì. Ui. Ngon. Tí nữa em ăn cùng người. Mà cái của anh người để ăn mà. Đâu bây giờ nào, đặt ra đây đã, tạm thời nhá. Bây giờ đến đây triển khai cái quả này ở dưới này. Tại vì nó nắm đất. Nào đưa đây, đưa sao đây để tao gọi. Quả này của mình ngon lắm mọi người ạ. Chưa hấp dẫn đấy, đưa đấy. Cháy nó một tí ơi. Tạm thời Mao Đệ 1-0 cho Mao Đệ. Bây giờ bắt đầu lật của mình ra để cân bằng tỷ số. Em có cân không? Đâu? Mang lên đây. Em cạnh quá rồi. Em cạnh hết này. Mày để cháy cháy. Này cạnh vào hết. Cạnh vào hết luôn. Từ từ, rửa tay đã. Ui, hấp dẫn đấy. Đó. Nhưng mà chín phải màu như này cơ. À, còn đẹp vậy, ngon đấy. Nhưng của anh cũng lửa con. Úi xà, chắc là chín tốt anh ạ. Nói chung là hôm nay là thành công. Thành công mỹ mãn đấy. 1-0 dành cho Ma Đại Ca. Một đều đấy. Ôi. Ngon hơn. Màu bình thường. Màu bình thường nhưng mà. Nhưng mà vẫn còn mùi nhiều tỏi quá. Đây của em này tỏi chín hết rồi nhỉ. Nào, rửa dao đi ơi. Ngon. Tóm lại là một đều. Là... Nhưng mà Ma Đệ là 1+, Ma Đệ Ca 1-. Tóm lại là ngon tất mọi người ạ. Được. Được của nó đấy. Úi xồi. Tỏi. Đấy. Đấy, xem của ai đẹp hơn. Hút cái tỏi ra. Hành tỏi. Chất nhỉ. Ở đây. Đá vị nó ngon lắm. Đây. Một cục thịt. Thịt đầy đầy thịt đây này. Rửa tay bây giờ là chuẩn bị chết chết. Đi em. Người không cách tí đâu. Bây giờ thử của mình trước để xem là ngon không nhá. Hả? Không, cho em thử của em trước đi. À. Đây, của mình đấy à? Của mình mới ơi. Em thử của anh vậy. Thế mình mới biết được của anh ngon hơn chứ. Được. Đấy, cho em mình đấy. Ai ra đấy, đấy, mình đấy. Ôi, rau. Mời tất cả mọi người nhé. Mời tất cả mọi người nhá. Ô, chấm ơi. Đấy. Chút rồi. Ôi khôi. Bây giờ sẽ thử của Mao Đệ. Đây cho mọi người xem cái cảnh của Mao Đệ nhé. Khá là ngon đấy. Của em là khá ngon. Khá bán đi. Ờ khác cho em nữa. Cho em nữa. Khá bán đi. Được. Chấp nhận. Quá được. Của mày ngon hơn. Rồi, mời tất cả mọi người nhé. Mày bọc giấy bạc gọi là như kiểu đắp mùn cưa ấy. Ôi, nhìn nó sạch sẽ. Ngon không?
phải không? Dạ, được. Ngon hơn mọi người ạ. Mình ướp vừa rồi, không chấm. Đó, hôm nay không bị hơi khói này, không bị sống này. Không vừa sống, tới không à. Khói mà không... Hôm nay hoàn hảo vừa. Mà anh em mình tắm mãi mới hơn rồi. Tao là không cháy. Mình chả phủ suốt ạ. Mọi người thấy được không? Được của nó ấy. Thấy lúc nãy không? Con nghe kia, nghe kia xuống. Em ơi. Đây này, anh ăn đúng rồi nè. Bỏ đi, tất cả bỏ đi. Ăn đúng nữa rồi. Anh ăn đúng nữa rồi nè. Em ơi. Thế lúc nãy con nghe cái xuống thịt trâu luôn. Đã rồi, ngon rồi. Ăn miếng tỏi vào. Tuyệt vời. Chính ma ấy. Chính ma. Ở đây có ma. Ăn miếng này nha. Xong rồi. Đúng là gặp ma đánh giảm ra cặp búm một phát là sụp chạy hết. Ngon, ngon rồi. Ngon rồi. Đã. À. Cứ gọi thôi dài dài. Ấy. Ông ơi. Chắc là thấy ruộng mình nhắm nát rồi mai đỡ phải cày. Nên là chắc là định đến cảm ơn nhưng mà không nên đây là mất phần. Chỗ này cháy nhất này nhưng mà nhưng mà ấy không phải cướp. Nhưng mà thật sự là ngon. Quá ngon. Thôi cháy. Không, tụi em không bị cháy đâu. Này, ăn đi. Ăn đi. Cái này không cháy đâu. Cá. Nè. Kiểu hầm. Nấu nướng lâu quá mọi người. Đây nhá, xem trong chín chưa nhá. Không lại bảo là ngoài chín, trong không chín. Quá mà chín cháy luôn đấy. Quá tuyệt vời luôn. Đây. Phải nói là ngoài này, bên ngoài này. Đấy. Lên đây đi ăn. Bên ngoài đấy, bên trong. Ừ. Nó lại làm cả tỏm vào trong nước. Ngon. Ôi, ai xem cho em mừng có cái này nè. Bóng. Có gai gai nè. Lưới trong cứ có cái gai gai ấy nhỉ. Phần đấy là phần... Ngon ngon lắm. Chắc là chúng nhau bởi em mình ngon. Mày xuống mà bốc bùn mà ăn. À. Bẩn ăn ngon. Không phải thịt chứ. Thịt chấm vào bùn mà ăn. Hả? Rồi, không cháy á. Ai bảo mày không cháy, nào mới chặt đầu ai. Nhưng mà cháy ngon. Của tao nhìn này. Xem nè. Không cho anh bảo cái của em ngon hơn. Nhìn hết luôn nhá, thấy chưa? Của em này. Mà lại còn đẹp này, thấy chưa? Rồi. Đẹp nhưng kiểu không kiểu khô ngon hơn của em. Của em khô ngon hơn. Phải không? Trời, lưỡi có xương nhỉ? Đấy đâu hết đi nhỉ? Gì? Để em... Tỏi á? Tỏi á. À, ta bỏ hết rồi. Hơi cay. Tỏi cho đánh giảm mát. Đây, phần sụn này. Sật 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 sật. Em dễ ăn tỏi á. Tỏi miếng ngon nhỉ? Ai. Ăn tỏi nướng ngon lắm. Tỏi đập dập này, xong rồi chít vào đây. Sật 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 sật. Đã lên rồi. Anh ơi. Hãy thử một lần anh ơi, đắp bùn mọi người. Đấy lột nhân phần da thôi ạ. Lột nhân phần da. Ơi không, phần da chỗ đoạn đấy. Đấy. Bằng. Phần gai của nó nha, cho mọi người xem nè. À. Mọi người hãy thử một lần đến với bùn. Đấy. À. Gai gai. Mọi người ấy cứ thử một lần đến với bùn mà xem. Cái gai ở lưỡi con bò ấy. Mai anh em mình đi tắm bùn. Tắm bùn à. Tắm. Tao sẽ có một đấy. Quét một lỗ hai lỗ thật to để thò mỗi đầu lên. Đấy, tắm ngoài ruộng. Nó mới phê. Đã. Cái là dạ lắm anh ơi. Vai. Đã nhất cái phần gai gai đấy. Anh ạ. Mỗi người có một sở thích.
Mày không thích ăn đít, tao thích ăn đầu. Đủ gì ghê lắm, ngon. Ngon nhất luôn. Đây nè. Hãy đến với ẩm thực Tam Mao. À đây, cái gì nhỉ? Tam Mao TV xin giới thiệu sản phẩm. Ngon là lưỡi lợn đầm bùn. Lưỡi lợn đắm chìm trong bãi bùn. Mày quá. Ngon à? Của mày, đây hình như miếng của mày tất ấy. Không phải. Miếng của mày tất. Ăn đi. Vâng. Đây này bây ai biết của ai, miếng của ai. Đấy quá. Nhưng mà không được bỏ phí thức ăn. Ngon. Ăn no luôn. Mỗi người một cái ăn. Ăn khoảng tầm một người mà ăn 1/3 cái thì ngon. Ăn đến cái nửa cái thì bắt đầu ngấy dần. Ăn hết một cái thì nó bắt đầu ngấy. Nè. Không được bỏ phí. Nè, em ăn một cái là vừa. Một cái gì? Một cái gì á? Ừ, vừa. Ngon quá. Ngon quá mọi người. Ăn cái đầu lưỡi ạ, mấy cả cái gai gai ở trong mồm nó ăn phê. Dạ, thật sự. Mình cũng có. Đấy. Không, nó gai gai chọc ra cơ. Thì gai nó to, nó có gai to hả? Đấy, chú ấy. Anh ấy xẻo bắt này, xả nó chọc trong mồm. Thôi. Em học được cái gì nhỉ? Chắc là gì cho ngớt.